Vận động đấy, giải đấu từ công viên một trạm từng con đánh tính được bắt đầu. Hai đội là bắt tay nhau để từ từ bước vào thi đấu. Cố gắng lên.
bây giờ ở sân con đã ngồi bài hít. Giai đoạn đầu của hiệp
của đội Ngọc Thành liên tục có được cơ hội được đánh bỏ làm được điều tuyệt vời đến đâu. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Như vậy cơ hội hai tiếp tục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tập bóng rất hay nhưng Thank you.
của Văn Nhâm, bóng chạm tay chạm ra ngoài. Đây thì cầu thủ khán giả của hai đội cầu thủ nhiệt tình cho cầu thủ hai đội. Tiếp tục trở lại
đánh bóng tốt. Số 6, bắt đầu Ngọc Thành cố gắng lên. Cầu thủ cao sai có làm được không? Bóng của Văn Đăng chưa thành công. Bóng bóng thứ hai. Chuyển tiền. Đội nào có chiến thuật tốt hơn về về đích sớm. Tạm được 2 điểm.
của hai đội để giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ tư. Trong hiệp đấu thứ tư, nếu thắng ở hiệp đấu thứ tư, câu lạc bộ Ngọc Thanh sẽ tiếp tục. Ngọc Thanh cố gắng lên. Yeah!
cái bà đây không có tuần mà thắng. 1 2 3. Thôi. Hai như này. 1 2 3. Rồi, ok.